mọi người, mình chính là Jimmy Genere đây. Mình sẽ giết hết tất cả mọi người. Trời, ho quá. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Minecraft cho bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, share nè, và nhớ nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó, anh em đừng quên là hãy đăng kiếm họ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. À mà khoan đã, mấy bạn thấy skin của mình hôm nay nhìn có lạ lạ không nào? Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, mình đang sử dụng một cái bộ skin mà tất cả những bạn fan Simmy chắc chắn sẽ biết, đó chính là Simmy Genere các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Simmy của chúng ta thì mặc một cái bộ skin gọi sao ta? Màu trắng với màu xanh dương. Còn Simmy Genere thì mặc một cái bộ skin có màu đen với màu đỏ nha anh em. Đó, đó chính là màu của máu đó anh em ơi. Đó, thì hôm nay nè, lý do vì sao mà mình lại sử dụng skin của Simmy Genere thì mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha. Đó chính là hôm nay mình sẽ giả dạng Simmy Genere để mình cho các thành viên của Hero Team anh em ơi. Nghe hấp dẫn không? Nghe hấp dẫn không? Đó. Hôm nay nè, là mình có mời đến Camui nè, Kairon, Sammy và Simmy vào trong đây để chơi gọi là ai là kẻ giết người cùng với mình. Thì mình có sử dụng cái skin của Simmy Genere. Mình sẽ giả dạng Simmy Genere để mình chọn các thành viên của Hero Team nha. Chọn bằng cách nào nào? Thì mình sẽ vào trong gọi là game gọi là ai là kẻ giết người á. Sau đó mình sẽ sử dụng skin Simmy Genere để mình giết hết tất cả mọi người ở trong cái trò chơi luôn nha. Nghe hấp dẫn không nào anh em? Đó, ok, không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi là đi giết người hay nào anh em ơi. Let's go, đi hay nào. 1 hour later. Ok anh em ơi, vào trận nào, để mình xem coi. À, chúng ta sẽ chọn phòng số 4 nha. Phòng số 4 nha mọi người, vào đi. Ok. Ok, hiện tại trong phòng là đang có gọi là Kairon nè, Camui nè, Simmy, Sammy với lại mình nữa là 5 người anh em ơi. Ở 5 người luôn nha, 5 người luôn nha. Ok, để xem coi, lần này ai sẽ là kẻ giết người đây. Vô nào. Ok. Tôi là dân thường nha, Metu. Ok, chơi nào. Các bạn vô, các bạn cứ nói mình là dân thường, ai mới vô. Mình mới vô, mình phải chỉnh xa tất cả mọi người, mình sợ mọi người lắm. Kẻ giết người đúng không? Ok mọi người ơi, mình đã tắt mic rồi. Mọi người sẽ không nghe mình nói gì đâu anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đổi skin lại nha. Để coi, skin Simmy Genere đúng không? Đây, mình đã đổi skin Simmy Genere nè. Bây giờ cứ hỏi mình giết được một người thì mình sẽ đổi lại thành skin Phong Cận. Đó, thì mọi người sẽ không biết lý do vì sao lại có skin Simmy Genere ở trong phòng. Ok, hợp lý. Ok rồi, đi thôi. Để xem coi có ai ở đây không ta. La, mọi người ơi, có nghe tôi nói gì không vậy? Có. Ok, nghe hả? Quá, đi kiếm kẻ giết người, à lâu đi nấp đi. Ngồi la hồi kẻ giết người. Thôi Jim ơi, Jim cứ xạo nữa siêu là kẻ giết người chứ gì. Quá. Hồi nãy tôi mới tắt mic để tôi nói chuyện với mấy bạn á, không có gì đâu. Đừng để ý nha. Mấy bạn nào? Ủa Simmy Genere là ai vậy? Simmy Genere là ai vậy? Tôi không biết luôn á. Ủa, trong phòng 5 người chứ mấy sao lại có skin Genere? À Jim ơi, kẻ nói Jim nghe nè, mình chơi rồi mình phải chơi cho nó sạch sẽ một chiếu. Mình chơi là mình biến chim dân nghe quanh quanh vậy. Tôi vẫn là tôi nè. Hello Sammy. Ôi. Ai vậy? Sammy ơi, hình như tôi thấy có ai mặc skin Simmy Genere. Nhìn thấy Sammy rồi hả? Ôi. Cái gì đó vậy? Trời ơi mọi người ơi, Sammy tiếp tục bị giết rồi. Trời ơi, Sammy Genere là ai vậy ta? Trời ơi ghê quá vậy. Đây là ủa sao lại có Simmy Genere đây vậy? Chúng ta biết rồi, Sim đừng có không diễn nữa đâu. Sim không đừng có diễn nữa. Wow. Đây không phải là người thật, đây là người giả. Ok bạn ơi, quên rồi. Trời ơi, hay quá. Mình dùng skin này là không ai nghi ngờ mình hết các bạn ơi. Ok, để mình bật mic lên. Ok mọi người ơi, tiếp tục nha. Tiếp nha. Gì vậy trời, chết quái à. Rồi ok, trận tiếp theo nào. Chúng ta sẽ chọn phòng khác nha. Lần này chúng ta sẽ chọn phòng số 3 đi. Ok, rồi phòng số 3. Vô đi mọi người ơi. Let's go.
Rồi đếm trời coi, 1, 2, 3, 4, 5. Ok đủ người nè, vô. Hai, trận vừa rồi hình như là Simi Yanare giết người phải không? Ủa mà ai dùng skin Simi Yanare ta, tôi không biết luôn á. Ê có khi nào cái server mình bị hack không ta? Ừ, nhiều khi server mình bị hack xong có một cái bạn mặc skin Simi Yanare vào luôn á, mà tôi không biết người đó là ai luôn á trời. Vô. Ok. Tôi tiếp tục là dân thường nha, tôi không biết gì đâu nha. Không dân thường hoài vậy. Ừ, tôi dân thường mà. Ok, bây giờ mình phải kiếm cái chỗ nào đó mình núp mấy bạn ơi. Mình núp xong mình đổi skin lại. Ok, rồi núp trong đây. Mọi người cứ yên tâm nha. Mỗi lần mà mình nói chuyện với mấy bạn á thì mình sẽ tắt mic, cho nên là những người trong Hero Team sẽ không biết mình đang gọi là giả dạng Simi Yanare đâu. Ok nè, bây giờ mình sẽ đổi thành skin Simi Yanare nha. Đó, rồi ok, mình sẽ bật mic lên nè. Alo alo, có ai nghe tôi nói gì không? Alo, này nghe nói vậy. Em tắt mic để em nói chuyện với mọi người. Không có gì đâu. Ok vô nha. Không biết ai là kẻ giết người vậy ta. Ôi mọi người ơi, tôi lại tiếp tục nhìn thấy Simi Yanare vào trong phòng mình nữa kìa, mà tôi không biết là ai luôn á. Gì cơ vậy? Ừ, tôi mới thấy một người nào đó mặc skin Simi Yanare á. Ui, hình như người đó đang đuổi theo Sammy nè. Ui. Ui, Sammy ơi, chạy đi Sam. Tôi giết tôi mà. Trời ơi, con Yanare đuổi tôi nè. Sim ơi, cứu chị Sim ơi, con Yanare đuổi. Sammy ở đâu vậy? Em đang đuổi Sim nè. Sim Sim đi ra ghé dưới kìa. Rồi xong. Em không có chịu hồi được đâu. Trời đất ơi. Biết rồi em. Ôi trời ơi, ghê quá à. Thôi từ nãy giờ tôi thấy Simi Yanare ở đâu xuất hiện quá trời. Có khi nào admin server cho anh bọn mình không ta? Kỳ quá vậy. Không thể nào. Không có khi nào Simi chịu hồi ấy. Trời ơi, thu hồi đâu. Mọi người biết cái này gọi là gì không? Cái này là server chúng ta đã bị ma áp rồi. Ừ đúng rồi. Hình như là chúng ta đang chơi game lúc 3 giờ sáng luôn phải không mọi người? Đúng rồi nè. Giờ này đang là 3 giờ sáng nè. Trời ơi, Simi Yanare xuất hiện lúc 3 giờ sáng. Ghê thiệt. Ghê thiệt luôn á. Tôi không biết Simi Yanare là ai luôn á trời. Ủa trời, nhưng mà quá. Kỳ vậy ta. Mình đâu có chịu hồi đâu, sao gọi ra được. Ai biết. Ôi. Trời ơi, Simi Yanare lại giết người nữa rồi. Ủa ai vậy ta? Từ nãy giờ tôi không biết gì luôn á. Kỳ quá ta. Ôi. Ok anh em ơi, mình lại tiếp tục win được thêm trận nữa rồi. Mình nói thật với bạn luôn nha, mình chỉ cần chỉnh qua skin Simi Yanare thôi là chắc chắn mình sẽ được làm kẻ giết người. Cho nên là từ nãy giờ mình cho mọi người quá trời luôn. Ok rồi, làm thêm một trận nữa nha anh em. Trận này nè, mình sẽ thử gọi là sao ta, giết xong hết tất cả mọi người, mình sẽ chừa lại một người nha. Sau đó mình sẽ nói cho người đó biết mình chính là ai, để coi người đó phản ứng như thế nào nha anh em. Ok rồi, bắt đầu thế nào, let's go. Rồi tiếp nào mọi người ơi, tiếp nào. Trời ơi, lần này á mọi người vô nhanh nha, không thôi là Simi Yanare lại vào phòng của chúng ta đó. Bực bội ghê à, không biết người nào vậy ta. Ok, phòng số 4 nha. Rồi vô nè. Vô, để em coi. Một người nè, hai người nè, ba người nè, thiếu Kairon nữa. Kairon đâu? Ở Kairon nè, đó, năm người nha. Ở không hề có Simi Yanare nha, tự nhiên xuất hiện Simi Yanare. Anh em đếm chắc cú nha. 1, 2, 3, 5 rồi. Cô đánh ra nhịp nào không? Cô đánh ra nhịp nào không? Trời, coi nó đếm kìa. 1, 2, 3, 5 trời. Người ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Simi đếm 1, 2, 3, 5. Phải rồi. Này cho đi học lại đi. Lại dân thường tiếp, mệt quá à. Trời ơi, trận này tôi lại làm dân thường nữa rồi. Khó hiểu quá. Núp anh em ơi, núp. Bây giờ mình phải kiếm chỗ mình núp mới được. Ok, để coi xung quanh này có ai không. Ok, không có ai hết anh em ơi. Rồi, không ai. Bây giờ mình sẽ đổi skin nha. Từ nãy giờ mình đã cho mọi người nhiều lần lắm rồi. Không biết có ai phát hiện ra mình chính là Phong Cận không ta. Ok rồi, để mình đổi skin thêm lần nữa nha. Đó, lại tiếp tục là Simi Yanare phiên bản Phong Cận đây. Tại tiếp tục đi cầm củ cà rốt, thông đích từng người, giết người nào. Ok, để coi, có ai không. Ok, để mình bật mic lên đã. Không thôi mọi người sẽ nghi ngờ mình. Alo, mọi người ơi, có nghe tôi nói gì không? Alo, hồi nãy giờ thấy alo hơi nhiều rồi nha. Mất
nhiều vậy? Trời ơi, tôi tắt mic tôi nói chuyện với mấy bạn fan thôi, có gì đâu. Trời ơi. Ơi mọi người ơi, hình như hồi nãy tôi lại tiếp tục thấy Simi Yanare nữa rồi hay sao á? Thấy hoài luôn á, không hiểu luôn á. Ui Simi! À, Simi Yanare kìa! À, Simi Yanare kìa! À, mọi người ơi! Đâu, đâu! À, trời, Simi kìa, kìa, Simi kìa! Mình có bị mù không ta? Mọi người ơi, em cũng thấy á! Bây giờ Simi thấy hả? Rồi, xong rồi! Ui! Kaidon bị giết rồi kìa! Tôi không biết ai giết Kaidon luôn á! Cái gì ghê quá vậy? Ui! Nhưng mà nãy 5 người mà! Ui! Anh em ơi! Không phải Simi mà! Anh em ơi, mọi người dừng. Mọi người có để ý nãy giờ Phong Cận chưa chết lần nào không? Công nhận là lạ. Ủa vậy tôi có biết gì đâu, từ nãy giờ tôi không chết là do tôi trốn thôi chứ tôi có làm gì đâu. Trời đất ơi, ông trốn trốn kỹ thế. Trời ơi, tôi là admin server mà cho nên tôi phải trốn kỹ chứ. Ra vậy. Cho nên là yên tâm đi, không phải tôi đâu, tôi không phải là kẻ giết người đâu, tôi là dân thường á. Ok anh em ơi, không ai nghi ngờ mình hết anh em ạ. Từ mặc dù từ nãy giờ mấy trận rồi mà không ai nghi ngờ mình hết. Rồi, ok rồi, để mình chơi tiếp nha. Không biết còn ai đây không ta? Còn Sammy đúng không? Để xem coi, hiện tại là còn Simmy nè, Sammy nè, với lại là Camui nữa. Ok. Hội chị em còn sống à? Còn hội chị em thôi. Kaidon yếu đuối quá, mới vừa vô Kaidon chết queo rồi. Kaidon yếu đuối, Kaidon. Trời đất ơi, trai lắm á. Con trai đâu yếu đuối, Kaidon. Cái. Ghê. Thôi em chết ra ra đi, chị là cầm. Ôi chết đi bắn mà. Ủa, Sammy lại tiếp tục bị giết rồi. Ai giết Sammy vậy ta? Trời ơi, nguy hiểm quá, tôi không biết là ai luôn á. Ủa. Sao cậu ấy lại ở đây được? Ngươi là Simi Yanare fake đúng không? Hả? Ta chính là Simi Yanare phiên bản Phong Cận đây. Chết đi! Là sao vậy? Chạy đâu cho thoát. Ok. Simi nè. Chết đi. Ok. Mình đã giết chết được Simi thật rồi bạn ơi. Trời, Simi Yanare đã giết được Simi thật. Ok. Trời ơi bạn ơi, ok rồi, để mình đổi lại skin Simi Yanare luôn nha. Ok anh em ơi, thì anh em thấy trận vừa rồi như thế nào? Mấy bạn thấy Simi Yanare và Simi thật ai mạnh hơn? Simi ơi, bạn có nhận ra tôi là ai không? Có, giọng của ông mà. Trời ơi, bóng ta. Ok bạn ơi. Ok anh em ơi, thì vừa rồi á mình đã biến thành Simi Yanare để mình đi mình chon hết tất cả các thành viên của Hero Team rồi. Thì anh em thấy rằng là cái màn chon này nó có thú vị không nào, nó có hay không nào, thì anh em đừng quên là hãy để lại một bình luận cho mình biết nha. Và đừng quên là hãy nhấn nút like video này và nhấn nút đăng ký kênh YouTube của mình để có thể gọi là chào đón thêm những cái video chon vui hơn và gọi là hay hơn những cái lần sau nữa nha. Ok. Thì vừa rồi á cũng chỉ là một cái màn cho vui thôi, cho nên á những cái bạn nào mà là fan của Simi nè, fan của Sammy, fan của Kaidon, Camui hay là Hero Team á, thì mấy bạn cũng đừng giận mình nha, bởi vì á đây chỉ là một cái màn cho vui thôi bạn ơi. Lần trước á mình cho các thành viên của Hero Team á, cái tự nhiên có quá trời bạn vô chửi mình luôn, kêu mình là tại sao lại cho mọi người cho như vậy, rất là ác độc, rất là gọi là xấu xa các kiểu. Nhưng thật ra đây chỉ là một cái màn cho nó vui thôi, cho nên là mọi người cũng đừng có giận mình thấy gì nha. Đó, ok. Còn bạn nào mà muốn chửi mình thì thôi, mình cũng chịu luôn, mình đã giải thích như vậy mà còn chửi mình nữa thì cái đó là anti fan hoặc là fan chẩu thì mình kệ luôn, mình không muốn nói nữa. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt mọi người, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.